nếu như có can đảm để vô đây gõ được bàn phím để chửi con nhi thì cũng có can đảm cắt hẳn internet ở nhà mấy người luôn đi nè nhi sẽ để cái câu này lên cho các bạn để nhi thấy là thứ nhất nhi không có sợ mấy người này một họ để cái tên không đường hoàng hai họ để avatar như Lê lùa gà hại bao nhiêu đứa nhỏ 16, 22 tuổi mượn nợ đóng tiền khóa học mà vẫn được thần tượng quá nhỉ Các bạn có biết ở Việt Nam mình bao nhiêu người đang bị lùa, đang bị lừa Bỏ tiền ra đi coi thần tượng K-pop Bỏ tiền cả mấy chục tỷ ra đi qua Hàn Quốc coi, đi qua Nhật coi, đi qua Thái coi, đi qua Hàn Quốc coi Sao mấy bạn không vô mấy cái kênh đó rồi chửi mấy anh ca sĩ rồi diễn viên Hàn Quốc đồ đấy Tất cả các bạn nhìn thấy đây một họ nghĩ là họ đăng lên như vậy là như sẽ sợ như sẽ không giống như bỏ họ lên luôn cho các bạn thấy đó như đâu có ngán đâu các bạn biết tại sao như không sợ không tại vì á nếu như bạn mà để cho con bạn á ok không có được đầu tư kiến thức á ok và họ sẵn sàng họ bỏ tiền họ học mà bạn có quyền không cho họ mượn ok nhưng mà bạn để cho con bạn có thể đi mượn nợ nợ giang hồ giấy tới nhà đòi đồ... ba cái chuyện này như biết á, các bạn nè à. như đâu có ngu đâu các bạn nghĩ tại sao như mở kênh của nhi các bạn nghĩ tại sao như mở Tại vì như biết rất là rõ Là nếu như mình không dạy Cho con nít Việt Nam những cái kiến thức này sớm Các bạn nghĩ con của như một ngày nó không đến 16 tuổi 22 tuổi à Các bạn không nghĩ như sống như không nghĩ đến chuyện là mình làm cái chuyện đường hoàng làm sao đấy sau con con mình nó cũng như vậy và nhi hối hận hồi 16 22 tuổi á nhi không có đổ nợ đi học đó và không có ai nói cho nhi biết trên đời này có cái kiến thức này châu mấy ông bà mà nói tôi mà tôi mượn nợ từ 16 tuổi à, tôi đi học á giờ tôi giàu cỡ nào nữa ok cho nên các bạn vô đây mà các bạn hù dọa nhi ơ à, mày nghĩ mà đã rối nó xóa luôn câu nó rồi hả ủa nó xóa luôn rồi hả sao vậy tự đăng tự vô chửi nhi xong tự xóa câu hỏi vậy kỳ cục vậy hả sao kỳ vậy ok cái mà nhi muốn lập lại cho các bạn là những cái người này á một á họ vô đây họ nghĩ họ nói như vậy á, là nhi sẽ sợ các bạn không có can đảm để đi qua bên kia để chửi một cái con ca sĩ hàn quốc hay một thằng hàn quốc nào đó hay là một một bộ một bọn Việt Nam nào đó đang dụ bọn nhỏ các bạn tin các bạn Google đi bao nhiêu đứa nhỏ 13 14 tuổi đi ra nợ giang hồ nợ cả tỷ ba má nó còn không biết nữa mà để đi coi thần tượng ok it's the reality it's the fact vô đây đã nói mình sáu mình ai biểu các bạn đi học đừng học dốt tiếp đi bạn không dạy được con bạn vô đây bạn đổ lỗi như lê à bạn cắt máy tính cho bạn đi bạn cắt internet nha bạn đi bạn cắt điện thoại cho bạn đi bạn blog bạn chặn nó đi đừng có cho nó ra đường mua cái xích chó xích nó đầu giường á mắc gì đã con ra chi xong rồi giờ trị không được nó rồi vô đây đổ lỗi youtube trời đất ơi kỳ đó ngày mai nhi mà không dạy được con như không đổ thằng bà nào ở trên youtube hết đó, đó các bạn ok như đã con ra mà như không dạy được nó là lỗi của nhi như đã con ra mà như để cho con nhi á đến cuối cùng nó chọn cái con đường đó là lỗi của nhi ok con như ngày mai á nó đã ra trên đời này á mà nó có làm chuyện phạm pháp hay nó có sống không đúng với lương tâm của nó nhưng cũng không có xấu hổ đâu các bạn tại vì đó là sự chọn lựa của họ đó là sự chọn lựa của con nhi Nhi làm hết trách nhiệm của một người mẹ là như vậy nó thôi Chứ như ông vô đây như chửi thằng bà nào làm Youtube Là tại lỗi của mày cho nên con tao giờ nó đòi đi học thêm Học ba cái cái này để làm gì Đó là dấu hiệu vô trách nhiệm Như coi rất nhiều cái video hả Ba mẹ đè con ra đánh đập bởi vì nó cầm cái điện thoại nó chơi game hay là nó nó nghe nhạc Từ đầu ai là người cho nó cái thứ đó Bạn là người chọn đưa điện thoại đó cho nó bạn là người chọn đưa cái ipad đó cho nó bạn là người chọn đưa cái laptop đó cho nó bạn là người chọn bật cái tivi lên để cho nó coi bởi vì bạn dốt bạn dốt cái gì nói chuyện với nó bạn dốt cái gì để dạy nó đó ok cho nên bạn thả thí cho xã hội xong bạn thả thí cho xã hội thấy xã hội dạy không theo ý bạn có xong bạn vô bạn chụp đại con này thằng kia bạn chửi xin lỗi bạn bạn xã thả thí cho xã hội thì xã hội nó có quyền làm gì với con bạn là quyền của xã hội rồi bạn ok từ cái giây phút bạn kệ m** con của bạn đi ra đường vô kênh Như Lê để coi Thì bạn đã chấp nhận là con của bạn nó phải học kiến thức này rồi Nếu như bạn có thể đủ trình độ dạy cho con bạn á Ok Thì con bạn có cần đi vô để gợt search Youtube là Làm sao để làm doanh nhân Làm sao để làm người tốt Tại sao ba mẹ em lại la em Ok Tại sao em bị hiếp Tại sao em bị cưỡng bức Tại sao tụi nó phải đi search Google mấy cái này Tại vì mấy người không có ngồi xuống nói chuyện với con của mình Tôi sẽ tiếp tục nói vô trong não mấy người á ok để cho mấy người đến một ngày phải sáng cái con mắt ra là vậy nè nếu như có can đảm để vô đây gõ được bàn phím để chửi con nhi thì cũng có can đảm cắt hẳn internet ở nhà mấy người luôn đi lấy cái điện thoại lấy cái ipad lấy hết tất cả mọi thứ mà mấy người đưa cho con mà mấy người đừng có cho nó đụng vô internet luôn đi ra đường bịt mắt nó không á chọc con mắt nó cho nó mù luôn cũng được để nó khỏi nhìn vô lán con tivi của người khác để nó nhìn lén điện thoại của người khác để nó nhìn lén ipad của người khác tất cả những cái này là do các bạn ok vô đây cứ cứ đổ đây cứ đổ thêm vô các bạn không sao đâu như welcome bạn thả thấy con cho bạn cho xã hội thì bạn phải trả giá bởi vì học dạy con thì quá làm biến nhưng mà đi vô chữ đóng chữ đanh lên thì ngon các bạn đã quen với cái chuyện mà vô đây các bạn thích xả gì xả và người khác nghe là người ta sẽ sợ bạn, người ta sẽ xin lỗi bạn hoặc người ta who give a f about your life man. Your life is like a piece of shit. Your life is like a piece of shit. So that's why you come here and talk shit about all the people. That's it. Các bạn biết tại sao những cái câu vừa rồi á chưa bao giờ có ai nói vô trong mắt của cái người mà vừa mới thả comment vậy nha không? Dạ, yeah. tại vì họ luôn cho họ đúng. Dạ. Yeah họ luôn cho họ đúng họ luôn nghĩ là những cái người mà làm cái chuyện như nhi là tài đình con con họ là ngoan okay. tất cả đứa trẻ nào đẻ ra trên đời này cũng cần được giáo dục hết okay. á bạn giáo dục cho nó thành con người như thế nào là trách nhiệm của là bậc làm cha làm mẹ bạn chứ không phải của nhi ok bạn đi ra đường bạn phải dạy bạn nói với con bạn là mày ra đường mày có chừng ăn cướp ăn trộm đó coi chừng lần sao mày đi ra đường mày coi chừng tụi nó lừa đó lừa lần sao bạn chỉ nói khơi khơi vậy thôi bạn nó có dạy cho con bạn chi tiết lừa là cái gì đâu lại đây kéo ghế vô người có kiến thức nói cho nghe nè nhưng ngồi nói chuyện với con nhây á ok như sẽ nói với nó vậy nè nay có mẹ muốn kể cho con nghe một câu chuyện bạn của mẹ á, có con gái lớn á xong rồi một ngày cái cái chị bé đó chị chị chơi game với bạn online á chat đó xong rồi cái bạn đó rủ ra đường mà cái chị bé đó không có nói với mẹ á. Xong cuối cùng rồi chị bé đó bị bắt cóc á. Nếu như con là con sẽ thành hành vi ứng xử sao? Kêu, kêu, con bỏ chạy mẹ. Nhưng mà lỡ người bắt cóc đó lớn hơn con rồi trói con vô xe rồi bịt miệng con rồi giờ con phải làm sao? Có nó đứng hình nó không nghĩ được có nó nói? Dạ con không biết mẹ. Thôi mình tua lại cái, cái câu chuyện đó một chút đi. Nếu như từ sớm á, con chat với một người lạ mà con không quen á. Rồi con làm gì? ra con sẽ nói với mẹ để mẹ biết. Ok ok tại sao con nên nói với mẹ để mẹ biết? Và tại sao con không nên giấu mẹ? để lỡ con có bị bắt cóc thì mẹ cũng biết không ở đâu. Như không cho con như câu trả lời các bạn. Đó là cách đó là cách tôi bảo vệ con tôi đó. Tôi không có cản nó sử dụng internet, tôi chỉ giáo dục cho nó là ngoài kia có người lạ sẽ có người mất dạy với con. Con hãy bảo vệ bản thân mình bằng cách là con phải tin tưởng mẹ trước. Rồi ví dụ như sẽ nói với nó về cái chuyện là có người đụng đến mấy cái chỗ đó của con mà không có mẹ con sẽ làm gì? nó suy nghĩ nó nói con, đi học võ rồi thì chắc con cũng tự vệ được một chút nhưng mà con sẽ về con nói với mẹ cái nó nói lúc đó nếu như mà con chưa có nói được với mẹ thì con làm cái gì nó nhớ lại hồi nhỏ như vậy nó hét rồi bỏ chạy mẹ ok bao nhiêu người trong số mấy người dạy được con mấy người cái quần què đó mà vô đây mở miệng ra là chửi tôi là lùa gà lùa dịch lùa heo lùa chó lùa gà bà nói tôi lùa gà thì bà nói con bà có não như con gà Tại vì nó dốt như vậy và nó ngu như vậy thì nó mới bị họ dụ được. Và nếu như bà nói con bà dốt như vậy thì bà cũng nhìn lại coi là bà ở cái tầng nào. Tại sao mình chưa dạy cho con mình để cái não nó không còn là não con gà nữa. Rồi như thường lệ đừng có quên like, share, và subscribe như quay trở lại với các bạn trong những cái like kế tiếp của Nhi.